không ạ? Lâu lắm. Nhưng mà chỉ có rưỡi có nó mỏng mà thôi. Nên là tóc nó không mỏng nhiều lắm. Và nó đưa là khúc. Nó sẽ mỏng một mỏng. Thì đó nó làm đó. Thì nhỏ này nè. Nó đi làm với em đó. Mà chị đi cạo. Ủa hai cái đứa kia ăn cơm rồi phải không? Người nào hết chị là chị gì đây mặc lên cực kỳ là xinh không ạ? Mặc lên này chắc giống đi như bà bầu luôn á. Trước nè vô nếp như mình mong muốn. Mượn tiền em và miệng mượn tiền cho mấy con nhỏ kia kêu là mượn cho mượn tiền nhưng mà cái máy đó chịu phần không qua sửa lại. Em nói gọi em khi làm kiểu mà em cứ làm tự nhiên cứ chụp không em có làm tự nhiên thì là anh tự quay em quay được em quay để